Kỳ án Dũng động Thái Bình, ba người bị siết cổ trong căn nhà khóa trái cửa. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Ba người trong một gia đình bị sát hại dã man, trở thành vụ án kinh hoàng nhất vùng quê lúa những năm đầu thập kỷ trước. Tin nhắn từ người đã khuất. Ngay sau khi ba nạn nhân trong gia đình ông Tê được phát hiện, sự việc đã được báo lên cơ quan công an phường Phú Khánh thành phố Thái Bình. Nhận thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp và nghiêm trọng, Công an phường Phú Khánh đã nhanh chóng báo cáo lên công an tỉnh Thái Bình. Lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Thái Bình sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm kiếm bằng chứng vụ án. Ba nạn nhân lần lượt được xác định gồm ông Nguyễn Anh Tê, sinh năm 1941, vợ là bà Đoàn Thị C, sinh năm 1949 và con gái là Nguyễn Minh Tê, sinh năm 1980, trú tại số nhà 05, xẹt 14 phố Doãn Khê, tổ 17, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định các nạn nhân đã bị kẻ sát nhân dùng vật cứng đập vào đầu gây chấn thương sọ và bị giết cổ đến chết. Ngoài hiện trường gây án chính là ngôi nhà số 05 xẹp 14 phố Doãn Khê, tổ 17 phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Cơ quan chức năng sau đó còn phát hiện được hiện trường thứ hai của vụ án cách đó rất xa. Theo đó, tại Nghĩa Trang, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, dưới tà lùi đường, cơ quan chức năng phát hiện có 3 hố sâu mới đào. Tại đây, cơ quan công an cũng thu được quốc xẻng giấu trong bụi cỏ dưới giải ta lùi. Bước đầu nhận định có thể hung thủ đã đào những chiếc hố này để giấu nạn nhân sau khi gây án. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà hung thủ có thể chưa kịp thực hiện ý định phi tàng. Nhớ về một trong những vụ trọng án kinh hoàng nhất từng chỉ đạo phá án, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc quan tỉnh Thái Bình kể lại. Qua khám nghiệm ban đầu, ngoài ba nạn nhân đã tử vong, phát hiện gia đình còn mất một xe máy mang nhãn hiệu Honda Way, một máy vi tính sách tay và hai điện thoại di động. Từ đây, cơ quan chức năng cũng đưa ra nhận định đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản lần lượt một số đối tượng được đưa vào diện nghi vấn nghi vấn đầu tiên được tập trung vào người chồng cũ của chị nguyễn minh tê vì trước đó người đàn ông này không đồng ý ly hôn và đã có những hành động lời lẽ đe dọa vợ giữa hai người mặc dù đã ly thân nhưng chị tê vẫn bị chồng cũ thường xuyên bảo hành ngay lập tức trinh sát đã lên đường về nhà chồng cũ chị tê nhưng tại đây qua quá trình xác minh người đàn ông này có chứng cứ ngoại phạm tại thời điểm xảy ra vụ án nên sau đó đã bị loại ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi mũi điều tra lúc này được chuyển sang hướng khác và đặc biệt vào lúc này một manh mối vô cùng đắt giá và quan trọng xuất hiện thời điểm người thân và hàng xóm phá cửa vào nhà và phát hiện xác ông T nhưng lúc đó họ lại không tìm thấy chị T và hoàn toàn không biết chị T và bà C mẹ chị T cũng đã tử vong trên tầng hai nên đã gọi điện vào số máy của chị và nhận được một tin nhắn có nội dung cháu đang đưa bố mẹ đi chữa bệnh trên Hà Nội cháu không nghe được chỉ nhắn tin thôi. Nhận thấy điều bất thường từ tin nhắn này, vì người nhắn tự nhận là chị T, bảo rằng đang đưa bố mẹ đi chữa bệnh nhưng lúc đó ông T đã tử vong, người thân làng xóm lập tức đi tìm kiếm, sau đó phát hiện chị T đã chết và bị trùng chăn kín mít trên tầng 2. Chính từ tin nhắn phản chủ này đã khiến hung thủ dần lộ diện. Cùng với đó, sau khi thu thập chứng cứ và thông tin từ nhiều người thân, bạn bè với nạn nhân cung cấp, cơ quan công an cũng đã đưa một đối tượng khác vào diện tình nghi. Người này là Lê Thành Đại, sinh năm 1981 trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, đang thuê trọ tại nhà ông Đặng Văn Ca ở xã Vũ Phú, thành phố Thái Bình. Nhiều bạn bè của chị T cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chị T có mối quan hệ tình cảm với người này, đồng thời cũng đã đến nhà chị T chơi nhiều lần. Và trước ngày ba bố mẹ con chị T bị sát hại, có hai người bạn của bố chị T đã gặp đại trong bữa cơm gia đình. Giữa lúc các manh mối điều tra còn hạn chế, cũng không xuất hiện nhiều các đối tượng tình nghi, thì những thông tin mà bạn bè, người thân cung cấp về người đàn ông Lê Thành Đại như một tia sáng, giúp cơ quan công an có thêm phương hướng để điều tra. Hung thủ dần lộ diện. Sau khi Lê Thành Đại được đưa vào diện tình nghi, công an tỉnh Thái Bình đã lập tức tiến hành đến nơi ở của đối tượng để điều tra. Thế nhưng, khi đến phòng trọ tại nhà ông Đạo Văn Ca ở xã Vũ Phú, thành phố Thái Bình, nơi Đại đang thuê thì không tìm thấy đối tượng. Nhận thấy đối tượng có thể là nghi can của vụ án, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Bình, công an các huyện đã lần lượt theo dấu vết, xác định hướng di chuyển của đại. Thông qua mũi truy xét tại các nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Thái Bình và các tuyến đường từ Thái Bình sang Hải Phòng, chưa đầy 4 giờ sau, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Lê Thành Đại tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, khi tìm thấy đại, đối tượng này dường như có tật giật mình khi chuẩn bị đầy đủ hành lý, đồ đạc để đi xa. Ngay sau đó Đại được đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đại quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi là tài sản của gia đình chị T mà hắn đang sử dụng, Lê Thanh Đại đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Đại khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 11 và tháng 12 năm 2012, hắn có quan hệ tình ái với chị T. Ngay xảy ra án mạng 22 tháng 12, chị T có dẫn Đại về nhà ăn cơm với bố mẹ với mục đích ra mắt con rể tương lai. Sau bữa cơm, Đại xin phép lên phòng nói chuyện riêng với chị T. Tuy nhiên, khi lên đến tầng 2, Đại đã lộ rõ bộ mặt thật của kẻ sát nhân. Lợi dụng lúc chị T không để ý, Đại dùng chân giường bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị T dẫn tới tử vong. Lúc này ở dưới tầng 1, mẹ chị T nghe thấy tiếng động thì vội chạy lên xem xét, cũng bị Đại dùng chính khúc gỗ đập nhiều nhát vào đầu và tử vong. Sau khi ra tay với mẹ con chị T, Đại cũng có ý định sát hại luôn ông T đang ở dưới tầng 1. Tuy nhiên lúc này trong nhà lại đang có khách nên Đại tiếp tục giả vờ ngồi nói chuyện và uống rượu. Sau khi khách cứ ra về, Đại đã ra tay sát hại ông Tê. Nhưng điều khiến ai nấy không hỏi dùng mình là thái độ của các con rể tương lai sau khi gây án. Sau khi thảm sát cả ba người xong, Đại vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt, mà bình tĩnh khóa trái cửa đến tận 23 giờ đêm rồi mới lấy hết tài sản bỏ trốn. Đến sáng ngày 23 tháng 12 năm 2012, Đại quay lại nhà chị Tê, thấy vụ việc chưa bị phát hiện nên đã đi mua quốc sẻng, rồi thị sát một khu đất trống tại khu vực giáp danh giữa cánh đồng của xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình với nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, đào ba hố với định chôn cất ba người. Tuy nhiên đến buổi tối cùng ngày khi chưa kịp thực hiện hành vi phi tàng các nạn nhân thì sự việc bị phát hiện. Đại sợ hãi, vội vã chạy về nhà trọ lấy toàn bộ tang vật từ nhà chị T với ý định bỏ trốn về Hải Phòng. Thế nhưng, khi đang bỏ trốn đến đoạn quốc lộ 10 từ Thái Bình về Hải Phòng, lúc này thời tiết mùa đông rét buốt cùng với việc đã đêm khuya đại không thể đi tiếp nên chỉ có thể rẽ vào thuê phòng ở nhà nghỉ Hưng Thuyết, xã Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Chưa nằm ấm chỗ thì đại đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Khai thác lý lịch của Lê Thành Đại, cơ quan công an cũng không khỏi bất ngờ khi đối tượng này có lịch sử tiền án tiền sự dày cộm khi đã từng nhiều lần vào tù ra tội về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên điều khiến cơ quan công an cũng phải bất ngờ chính là đại là người được ăn học đàng hoàng, tử tế khi trình độ văn hóa đến bậc đại học nhưng lại có thể gây ra nhiều vụ cướp đến như vậy. Nhưng có lẽ do bản tính khó rời mà ngay cả trong quá trình học đại học, Đại cũng liên tục dính án ăn cắp tiền của thầy giáo và bị phát hiện. Sau đó Đại tiếp tục vào tù. Sau khi ra khỏi tù, Đại càng lấn sâu vào con đường tội lỗi và tiếp tục bóc lịch thêm 10 năm, dù lúc này đã lập gia đình và có một đứa con. Trong thời gian thi hành án, Đại có quen biết với một số đối tượng quê Thái Bình và từ đó có biết đến chị Nguyễn Minh Tề. Thời điểm gặp Đại, Chị T đang buồn chán vì hôn nhân đổ vỡ nên khi nghe thấy những lời đường mật của Đại, chị đã siêu lòng và có ý định xây dựng cuộc sống mới với người đàn ông này. Cuộc đời đẫm lệ của người phụ nữ từng qua một lần đò. Theo cô giáo hát, đồng nghiệp của chị T cho biết, sự gặp gỡ giữa chị T và Đại khá tình cờ. Theo đó, khoảng tháng 11 năm 2012, trong một lần đi ra quán nước ngồi nói chuyện với một người bạn, chị T đã vô tình gặp Đại ở đây. Tuy nhiên hôm đấy, Đại là người chủ động sang bắt chuyện, làm quen với chị T Bằng tài ăn nói cùng với khiếu hài hước của mình, Đại đã nhanh chóng lấy được phương thức liên lạc với chị T, sau đó hai người thường xuyên liên lạc và từ đây, đã biết được những chuyện mà chị T đã từng trải qua. Đặc biệt, sau khi nghe được những hành vi vũ phu của người chồng cũ, Đại tỏ ra thái độ bức xúc thay cho chị T, thậm chí Đại đã gọi điện đe dọa sẽ dạy cho người này một bài học nếu còn đánh đập chị T. Và sau cuộc gọi điện thoại này, cuộc sống chị T cũng trở nên êm đềm hơn, người chồng cũ đã không còn dám đến quấy rầy nữa trước sự quan tâm và thái độ chân thành của bạn trai, đại và chị T chính thức quen nhau. Sau đó, chị T có khoe với một số đồng nghiệp về người bạn trai mới quen này. Cô nói đại biết chia sẻ, quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, cũng theo một số đồng nghiệp của chị T cho biết, để có sự giúp đỡ của đại, chị T đã phải chi cho hắn 6 triệu đồng gọi là tiền bảo kê. Do không đủ tiền, nên chị T phải đi vay mượn của một số người đồng nghiệp khác. Đến khi sự việc xảy ra, chị T vẫn còn nợ một vài người. Những tưởng Chị Tê đã tìm được người nương tựa sau những ngày bất hạnh thì bộ mặt thật của Đại dần lộ ra. Việc yêu và chấp nhận lấy Đại là vì chị Tê muốn hắn che chở cho mình, tránh phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì những trận đòn của người chồng cũ. Ai ngờ đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chị Tê đã gặp phải họa sát thân. Một đồng nghiệp của chị Tê nghẹn ngào. Chưa dừng tại đó, dường như Đại đã lên sẵn kế hoạch để cướp tài sản của gia đình người yêu sau khi nghe chị Tê kể về hoàn cảnh gia đình. Đại liên tục đề nghị chị Tê cho về thăm gia đình để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Thế nhưng do đã lỡ một lần đò cùng với việc hai người mới chỉ quen nhau trong một thời gian ngắn, nên chị Tê chưa muốn vội vàng. Tuy nhiên Đại đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục, thậm chí còn dọa bỏ về Hải Phòng nếu không được về ra mắt. Nghĩ bạn trai thật lòng, ngày 22 tháng 12 năm 2012, chị Tê đã mời Đại về ăn cơm, ra mắt gia đình và đây cũng là thời điểm gây án của hắn. Người dân phường Phú Khánh những ngày cuối năm không khỏi bàng hoàng chấn động trước sự việc. Đồng thời họ cũng không khỏi xót xa, thương cảm cho một gia đình hiền lành. Chỉ vì lòng tham mà Lê Thanh Đại nhẫn tâm lợi dụng rồi sát hại ba con người, không có chút sức lực phản kháng một cách không ghê tay. Ngày mùng 8 tháng 5 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Đại. Tại phiên tòa, Lê Thanh Đại đã phải nhận bản án cao nhất, tử hình. Thế nhưng bản án của gã sát nhân liệu có đủ bù đắp lại những gì gia đình nạn nhân phải gánh chịu khi họ đã không còn. Trên đây là kỳ án rúng động Thái Bình một thời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.